dân hướng về sân khấu để thưởng thức. Trong không khí tưng bừng phấn khởi, người dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Chiều ngày 18 tháng 11, cán bộ và nhân dân làng Triềng Ban 2, thị trấn Lăng Chánh đã hân hoan tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự và chung vui trong ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lăng Chánh, đại diện một số phòng ban ngành của thị trấn. Mở đầu chương trình ngày hội là những tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong khu dân cư. Với những lời ca tiếng hát, những tiết mục múa vô cùng đặc sắc đã góp phần làm cho không khí của ngày hội thêm phần tươi vui hứng khởi. Các đại biểu và bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lắng nghe kết quả công tác mặt trận năm 2020 và những thành tích nổi bật của làng trong năm vừa qua. Những năm qua, khu dân cư làng Triềng Ban 2 luôn đoàn kết gắn bó, cùng nhau thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Làng có 148 hộ với 570 nhân khẩu, đồng bào chủ yếu là dân tộc Mường và Thái. Người dân trong làng sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại. Để phát triển kinh tế, người dân trong làng đã chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng hiệu quả, phát triển nhiều mô hình kinh tế như sản xuất nấm rơm, chăn nuôi gia cầm theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, đời sống nhân dân tương đối ổn định. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong làng đạt 35 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,8%. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, cán bộ và nhân dân làng Triềng Ban 2 đã đoàn kết, chung sức thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động. Trong làng có khoảng 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85-90% gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% gia đình trong làng có nhà tiêu hợp vệ sinh. Với những thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, nhiều hộ gia đình, dòng họ và các tập thể đã được vinh danh khen thưởng, cổ vũ, động viên tinh thần và sự đồng lòng chung sức của đồng bào các dân tộc trong khu dân cư, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2020.